nàng có thấy những bông hoa huệ tây ở thung lũng này không chúng làm ta nghĩ đến nàng chúng nở cả một chùm và phụ thuộc vào nhau và có vẻ chúng nở hoa vì ta vậy cesari ta vừa mơ hôm nay là lễ kỷ niệm đăng quang nhà vua họ đang chơi bản nhạc ta đã chọn tổ chức buổi lễ mà ta lên ý tưởng không ai ngoài ta người đã làm mọi thứ cho buổi lễ của cesari Đáng lẽ ta phải đứng bên cạnh chàng khi chàng đội chiếc vương miện. Một bông huệ tây từ thung lũng có thể phát triển khi mọc trong khu rừng rậm. Nhưng nó sẽ không bao giờ nở rực rỡ như bông hồng được trồng trong nhà kính. Có vẻ em gái của chị đã tỉnh giấc. Isabella! Chị đang làm gì ở đây? Isabella! Chị đã dở cho gì với Cesare? Andrena! Ta nghĩ chính em là người phải giải thích về việc hãm hại chồng ta. Ta không có vấn đề gì để nói về việc đã làm với Alfonso. Alfonso? Ồ, oh, ta đang nhắc về Cesare cô em gái ngốc. Cái gì? Rõ ràng mà. Cesare thuộc về người phụ nữ cao quý và tinh tế nhất xứ sở này. Ai phù hợp hơn ta để đứng cạnh chàng? Mà thật ra, em làm ta thấy ghê tởm khi tìm cách nhảy vào cái ghế nữ hoàng của ta đấy nếu em biết chút phép tắc nào thì em đã hủy hôn với chàng từ đầu mới phải chỉ vì em tên tuổi của ta bị kéo xuống tận bùn xã hội thượng lưu nhìn ta không gì hơn một quá phụ một người đã không còn trong trắng thậm chí còn sinh ra một đứa trẻ chết non em nghĩ chuyện này là đúng hay sai hả em gái đó là chuyện làm chị phát khùng sao con chồng của chị hoàng tử alfonso hoàng tử đã thật lòng yêu thương và đối xử tử tế với chị dĩ nhiên Đàn ông luôn đối xử như thế với ta mà. Nếu ta luôn đáp lại tình yêu của tất cả đàn ông yêu ta thì ta khác gì một gái điếm trao đi tình yêu cho bất kỳ ai muốn. Vậy, chị có chị có yêu Cesare? Nếu chị có, tại sao ban đầu chị từ chối lời cầu hôn của chàng? Chị là người ban đầu đẩy em đến chỗ chàng mà. Tại sao giờ chị lại muốn cướp chàng? một câu hỏi ngu ngốc thời điểm đó cesari chỉ là một bá tước thấp kém con của vợ lẽ mà thôi mà em cũng nhìn thấy mọi thứ thay đổi ra sao rồi đó sau lễ đăng quang ngày hôm nay cesari sẽ trở thành vua hợp pháp của đất nước này và vợ của chàng sẽ trở thành nữ hoàng ta thừa nhận đó là một nỗi nhục nhã khi alfonso phải chết nhưng chàng ta không thể đưa ta thành người phụ nữ cao quý nhất vương quốc Chẳng ta chết vì chẳng ta thất bại mà thôi. Cái gì? Em không nghe chị nói sao? Ta chỉ muốn trở thành người cao quý nhất vương quốc này. Mà Cesare thì làm được chuyện đó. Chẳng ta đã trả giá để xứng đáng với ta. Và giờ chẳng ta được quyền có ta. Cesare là tất cả mọi thứ đối với ta. Không, chẳng ta còn quý giá hơn cả mạng sống của ta nhưng chị còn không yêu chàng chị chỉ khao khát địa vị và quyền lực vậy nên chị cố tình chia rẽ ta và cesari sao em nghĩ vậy sao em không sai danh xưng đó là tất cả những gì ta mong muốn nhưng cesari là người đến cầu xin ta từ đầu chàng nói với ta ta luôn ở trong trái tim chàng chàng nghĩ đến ta kể cả khi ôm em vào lòng thực ra chàng bảo vai em rộng quá làm chàng có cảm giác đang ôm đàn ông mái tóc đen dài của em làm em trông giống như một con quạ vậy bộ ngực của em quá nặng tay và khó coi như vú bò sữa trái lại chàng bảo ta xinh xắn và thanh tú cần được bảo vệ trong vòng tay chàng chàng yêu mái tóc vàng của ta vì nó làm ta trông giống như một thiên thần em gái đáng thương của ta đừng tự lừa dối mình nữa đã có ai thật sự muốn em một cách triệt để như vậy chưa? So sánh lòng kiêu hãnh sức sự của nàng, nữ ba tước Mark và ảnh hưởng chính trị của bà ta có ích hơn nhiều với ta đấy. Xem lại bản thân nàng đố kỵ với người khác như thế nào đi. Ý chàng là, ta chỉ là giải an ủi thay cho chị toa thôi sao? Em đã liều mạng của mình vì một người đàn ông và hy sinh mọi thứ vì anh ta. Nhưng đâu có gì chắc chắn đổi lại được kết quả em muốn, đây là lời khuyên cuối cùng của ta. đàn ông là những sinh vật không biết ơn và không xứng với lòng tin. là phụ nữ số phận của chúng ta là tối đa hóa giá trị bản thân để có thể trao đổi thứ gì đó giá trị hơn. không, cesari không thể làm như vậy với ta. thôi nào, cesari quý giá của em bây giờ đang xoay như vệ tinh xung quanh ta thôi nhưng theo thời gian anh ta cũng sẽ chán và lại nhớ về em đầy yêu thương với 14 năm phục vụ chàng trung thành. Ta không phải là người hay để lại hậu họa đâu, em gái ạ. À. Vậy nên, đừng để em gái ta đau đớn quá nhé. Dù sao cũng là em gái yêu quý của ta mà. Bất công, tại sao tất cả những hy sinh của ta không đổi lại được tình yêu của chàng? Ta đã sai ở đâu? Ta nên làm khác đi điều gì? nếu có thể quay trở lại nếu ta có thể quay ngược thời gian quy tắc cán cân con người trả giá cho những việc làm sai trái của mình và được thưởng công cho những hành động đạo đức quy tắc cán cân đó là thế giới ta muốn đó là cách mọi thứ đáng lẽ phải diễn ra vậy tại sao ta lại không nhận được gì từ sự hy sinh của ta người có khả năng đó không khả năng gì sống theo quy tắc cán cân có chứ, dĩ nhiên ta có thể. Ta sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết. Ở đây giống nhà của mình lúc nhỏ. Tay mình thật nhỏ. Khoản đã, đây là... Mình lúc nhỏ, mình đã quay trở lại quá khứ rồi. Gì đây? Mình chưa bao giờ có nốt ruồi dưới mắt. Andrena! đừng tự ngưỡng mộ bản thân như mình là quý tộc đi nữa dậy đi mày là đứa con gái thấp kém như mẹ mày thôi nếu ta đã thật sự quay trở lại quá khứ lần này ta phải bảo vệ bản thân mình ta sẽ không để ai lợi dụng ta nữa